Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác top 5 cái mẫu TV 65 inch đang có giá tốt bên em để các bác tham khảo mua hàng. Bác nào mà muốn mua hàng bên em hoặc muốn bên em tư vấn trực tiếp, các bác có thể gọi về số tổng đài đó 0974 178586 hoặc là số Zalo của em là 0986400890. Bác nào mà yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhớ ấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Thì sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video để cập nhật cái mẫu TV 65 inch giá tốt cho các bác tham khảo. Để tìm TV 65 inch giá rẻ của các hãng như là Sony, Samsung, LG hay TCL đang bán trên thị trường thì rất là dễ. Có rất là nhiều mẫu TV giá rẻ, nhưng ở video này thì không chỉ so sánh về giá, ngoài ra thì em sẽ còn xét về cả cái cấu hình của TV để làm sao cho các bác có cái cấu hình cao nhất nhưng mà mức giá thì nó rẻ nhất, giúp các bác tham khảo TV. Và mẫu đầu tiên ở đây thì em sẽ quay dòng TV của Samsung. Dòng TV 65 inch giá rẻ mà các bác nên tham khảo đó là cái mẫu TV 65BU8000. 65BU8000 của Samsung, dòng TV ra mắt trong năm 2022, giá thành đang rất là tốt bên em. Mẫu 65BU8000 này thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Âm thanh thì tổng công suất sẽ là 20W, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Mẫu 65BU8000 của Samsung, giá thành đang bán bên em trừ hết quà thì rơi vào 12.390, bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Thì đây là cái mẫu 65 inch đầu tiên, dòng 65 của Samsung, mẫu 65BU8000, 12.390, hàng thì sẽ hàng mới nguyên hộp, bảo hành là 2 năm và bên em sẽ hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Bên em bán hàng toàn quốc, có giao hàng tại nhà toàn quốc và cũng có cả trả góp. Các bác nào mà muốn mua trả góp, các bác có thể gọi về số tổng đài 0974 178586 thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho các bác. Ở dòng TV 65 inch của Samsung ấy, thì mẫu 65BU8000 này không phải là mẫu rẻ nhất đang bán bên em. Mẫu rẻ nhất đó là mẫu 65AU7700, nhưng mà tại sao thì em lại không đưa cái mẫu 65AU7700 cho các bác, giới thiệu đến các bác. Dòng 65AU7700 thì hiện tại đang bán với em giá trừ hết quà chỉ còn là 11.220, rẻ hơn so với cả mẫu 65BU8000, bên này khoảng tầm 1.1-1.2. Nhưng dòng 65AU7700 thì mẫu ra mắt từ năm 2021 thì nó sẽ ra mắt sớm hơn, ra mắt trước so với cả mẫu 65BU8000. Và thứ hai là cái giao diện của dòng AU7700 vẫn là giao diện cũ, nó sẽ xấu hơn, không đẹp bằng, không thân thiện và không dễ dùng với cả mẫu 65BU8000. Và ở mẫu 65BU8000 ấy, thì mẫu mới, màn hình của nó sẽ có độ nét hơn một chút. Thứ hai thì là nó sẽ có thêm cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Thì tất cả những cái yếu tố đó thì em xét là cái dòng 65BU8000 các bác nên mua trong thời điểm này. Giá nó chỉ nhỉnh hơn so với cả AU7700 khoảng hơn 1 triệu, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn này, có điều khiển sạc pin này, rồi nó sẽ đời mới hơn này, và đời máy nó không bị quá cũ. Rồi các cái linh kiện của TV, nếu các bác muốn thay thế sửa chữa thì đời mới thì nó vẫn ít ra, nó vẫn còn nhiều hơn, là đời đã ra lâu rồi thì cái linh kiện sửa chữa nó cũng sẽ ít dần đi. Thì đấy là cái lý do vì sao em muốn giới thiệu đến các bác cái mẫu 65BU8000 đầu tiên. Giá thành đang bán là 12.390 các bạn nhé. Đây là mẫu đầu tiên. Qua dòng 65BU8000 thì em chuyển sang mẫu TV của LG 65 inch ở bên này các bạn nhé. Em chuyển sang phần LG để giới thiệu cho các bác. Mẫu thứ hai là dòng TV 65 inch của LG 65UQ8000 PSC. 65UQ8000 PSC các bạn nhé. Dòng TV LG UHD AI Thin Quy, dòng màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền và tấm nền IPS, chip xử lý là Alpha 5 Gen 5 AI 4K. Mẫu 65UQ8000 PSC, hàng thì xuất xứ tại Indonesia, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà,
giá thành đang bán mới nhất trừ hết quà bên em. Mẫu này thì sẽ còn 12.690.000 12.690 cho dòng 65UQ8000. Mẫu này thì đắt hơn so với dòng Samsung kia khoảng tầm 300.000. Màn hình IPS thì nó sẽ cho góc nhìn rộng hơn. Các bác đứng thẳng như thế này hoặc các bác đứng chéo ra thì cái màu sắc trên màn hình của TV nó cũng sẽ không bị thay đổi, bởi vì nó sẽ có cái tấm nền IPS, góc nhìn nó sẽ rộng hơn. Độ phân giải thì 4K rồi, âm thanh thì có tổng công suất là 20W và có hỗ trợ cả Dolby Atmos. Thiết kế là viền mỏng, viền bằng nhựa, viền mỏng 3 viền, chân đế để hai bên. Đây không nhá, 65UQ8000. Dòng này thì có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột bay Magic Remote, điều khiển chuột bay. Dòng điều khiển được yêu thích nhất hiện nay. Khi các bác sử dụng điều khiển chuột bay thì trên màn hình nó sẽ có một con trỏ chuột giống như các bác sử dụng máy tính. Thì các bác sẽ không phải bấm quá nhiều nút ở trên điều khiển, mà các bác chỉ cần đưa hướng điều khiển thì tự động con trỏ chuột nó sẽ di chuyển theo. Đây, điều khiển thông minh Magic Remote của LG. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, giá là 12.690.000. Thì với cái mẫu 65UQ8000 của LG này thì cũng không phải là mẫu TV giá rẻ nhất của LG hiện tại đang bán. Dòng rẻ nhất thì sẽ là dòng 65UQ7550 bên này. Nhưng dòng 65UQ7550 ấy thì cái viền thiết kế nó sẽ xấu hơn. Viền này là viền dày 4 cạnh này. Rồi cái mẫu TV 65UQ7550 này thì cái màu sắc trên màn hình TV nó cũng sẽ không đẹp bằng so với cả dòng UQ8000. Cái giải màu trên dòng UQ7550 ấy thì nó sẽ thấp hơn. Giá của mẫu 65UQ7550 hiện tại đang bán bên em rơi vào 11.710.000. Như vậy nó chỉ thấp hơn so với cả dòng 8.000 bên kia khoảng 1 triệu thôi. Và với 1 triệu ấy, thì các bác có thể sẵn sàng bỏ ra để có thể nâng cấp lên dòng 8.000. Bởi vì màu sắc trên màn hình của 8.000 nó sẽ đẹp hơn so với cả 7550. Thứ hai là thiết kế nó cũng sẽ đẹp hơn. Cổng kết nối đằng sau của 8.000 nó cũng sẽ nhiều hơn so với cả 7550. Thì đấy là những cái điểm mà các bác có thể nâng cấp, bỏ ra chỉ khoảng tầm 1 triệu các bác đã được hơn rất là nhiều so với cả dòng 7550 bên này. Thì đây là cái mẫu thứ hai, 65UQ8000. Giá thành đang bán là 12.690.000 bên em. Bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Hàng xuất xứ tại Indonesia, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé. Qua dòng TV 65 inch của LG thì tiếp theo em đã chuyển sang dòng TV của TCL. Về mẫu TV 65 inch giá rẻ của TCL thì hiện tại các bác nên tham khảo dòng 65Q726. 65Q726 của TCL, hàng thì mới về bên em. Dòng này là dòng ra mắt trong năm 2021, mà hiện tại thì vẫn là hàng mới nguyên hộp và hàng thì mới về. Bên em về khoảng tầm 15 chiếc này và bán cũng gần hết rồi, còn vài chiếc nữa thôi. Mẫu 65Q726 của TCL ấy, thì nó có một cái đặc điểm nổi bật nhất, đó là giá thành cực kỳ là rẻ. Với mức giá thì chỉ có hơn 9.260.000. Dòng TV 65Q726 bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Mẫu này thì có màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60Hz, công nghệ nét nền và tấm nền VA. Thiết kế bên ngoài là viền mỏng, tràn viền ba cạnh, viền bằng kim loại. Cấu hình rất là cao, nhưng mà giá thành của nó thì chỉ có hơn 9 triệu. Nếu như để so sánh giá thì mẫu này đang là rẻ nhất bên em bán. Và màn hình thì màn hình QF rồi, màn hình có thêm nhất chống lượng tử, đẹp hơn so với cả dòng Samsung và dòng LG vừa rồi. Màn hình QF nhá, giá thành rẻ này. Rồi thiết kế đẹp này, thiết kế mỏng, viền bằng kim loại này. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, rồi điều khiển giọng nói rảnh tay. Đây, các bác nhìn màn hình QS này, cực kỳ sáng và đẹp. Độ tương phản rất là cao, mà giá thành thì cực kỳ rẻ. Âm thanh thì cũng có hỗ trợ cả Dolby Atmos và Dolby Vision. Tổng công suất loa sẽ là 20W, có tìm kiếm giọng nói bằng rảnh tay. Hệ thống loa Onkyo nữa nha các bác nhé. Đây, hệ thống loa Onkyo rất là nổi tiếng của Nhật Bản, cũng được tích hợp trên cái mẫu TV này. Với những cái đặc điểm nổi bật như vậy thì cái mẫu này xứng đáng để các bác có thể bỏ tiền ra mua. Rất là đẹp nhá, màn hình đẹp này, giá thành cực kỳ rẻ.
Với cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay ấy, thì cái dòng TV đời 22 thì chỉ có dòng TV của TCL này và của Sony là sẽ có. Còn Samsung và LG đời 22 thì chưa có cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Thì sau đây em sẽ thử luôn cho các bác cái tính năng này trên cái dòng TV giá rẻ của TCL. Ok Google, mở YouTube. Đó các bác thấy không ạ? Em nói trực tiếp với TV và TV nó sẽ nhận được ngay, chứ không cần phải sử dụng điều khiển để tìm kiếm nữa rồi. Giá rẻ nhưng mà có đầy đủ tính năng, thiết kế đẹp. Đây chính là cái mẫu mà thứ ba mà các bác nên tham khảo và cũng là cái mẫu giá rẻ nhất trong ngày hôm nay. Và ở cái mẫu TV của TCL thì sẽ còn thêm một mẫu nữa, bởi vì là dòng TV giá rẻ mà, cho nên là sẽ có hai mẫu được đề xuất trong video này. Ngoài dòng 65Q726 thì các bác có thể tham khảo thêm cái mẫu cao hơn, đó là dòng 65Q636 của TCL. Mẫu 65Q636 này thì ra mắt trong năm 2022. Thực tế là dòng này thì nó sẽ có cái tần số quét hỗ trợ lên tới 120Hz, cao hơn so với cả mẫu 726 vừa rồi. Mẫu 726 vừa rồi thì chỉ có 60 thôi, trong khi đó thì dòng Q636 nó sẽ có tần số quét được hỗ trợ lên tới 120. Màn hình độ phân giải vẫn là 4K. Công nghệ nét thì vẫn là nét nền, tấm nền VA. Và thiết kế bên ngoài thì vẫn là viền mỏng tràn viền và viền bằng kim loại rồi. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Các cái tính năng thì hoàn toàn giống với cả dòng Q726 vừa rồi, mà có thêm cái tần số quét là 120. Và cái giao diện của nó thì được nâng cấp lên là giao diện Google TV. Mẫu 726 vừa rồi thì vẫn là Android TV, nhưng mà dòng này thì Google TV. Nó chỉ là cái giao diện thôi các bạn nhé. Còn bản chất thì vẫn là Android, chạy trên nền tảng Android 11. Thì hai cái mẫu đều là Android 11 hết. Nhưng mà cái mẫu này thì có thêm cái giao diện Google TV, nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn và dễ dùng hơn. Mẫu 65Q636 này thì hiện tại đang bán bên em giá trừ hết quà rơi vào 11.710.000, 11.710. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Nếu như so sánh sang các cái hãng khác như là Samsung và LG vừa rồi em mới kể, thì mẫu này thì vẫn là giá rẻ hơn nhiều và nó sẽ có thêm màn hình 120Hz, đẹp hơn so với cả dòng kia. Mẫu này cũng là mẫu QS thôi nhá, màn hình QS rồi này, tần số quét 120. Đây là mẫu thứ tư các bác nhá, dòng 65Q636, 11.710.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Về vấn đề bảo hành của TV ấy, thì tất cả cái mẫu TV em báo cho các bác hoặc TV bên em đang bán ấy, thì đều bảo hành chính hãng, hàng chính hãng và bảo hành chính hãng. Có nhiều bác mua thắc mắc tại sao bên em giá rẻ hơn nhiều các bên khác, thì bởi vì sao? Bởi vì bên em bán lãi suất rất là thấp, bán rẻ mà gần như là giá bán buôn, cho nên là giá thành cực kỳ thấp để cho các bác mua hàng. Quan trọng nhất là phục vụ các bác, bán cho các bác là những cái mẫu TV chính hãng, hàng mới nguyên hộp và giá thành rẻ nhất để các bác có thể mua sắm. Qua dòng TV của TCL, hai cái mẫu 65 inch thì em sẽ chuyển sang một mẫu TV cuối cùng, dòng TV của Sony. Kể tất cả các hãng Samsung, LG, TCL rồi thì không thể bỏ qua được Sony. Mặc dù giá thành TV của Sony tương đối là cao hơn so với các hãng khác, nhưng mà mình cũng không thể bỏ qua được. Và mẫu TV Sony cuối cùng thì là dòng TV 65X80K của Sony, không nhá. Em đang di chuyển ra phần TV của Sony. Mẫu 65X80K của Sony có màn hình thiết kế viền mỏng ba cạnh này, rồi có tần số quét của nó thì rơi vào 60, công nghệ nét nền và tấm nền VA, có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, rồi điều khiển giọng nói rảnh tay giống như là dòng TV của TCL vừa rồi. Em đã thử khẩu lệnh OK Google cho các bác xem ấy. Và cái mẫu 80K này của Sony 65X80K giá thành đang bán bên em trừ hết quà nó rơi vào là 16.440.000, 16.440, giá bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hàng thì xuất xứ tại Malaysia, nhập khẩu nguyên chiếc. Với cái mẫu 65X80K này thì không phải là cái mẫu TV giá rẻ nhất ở TV Sony em đang bán, nhưng mà dòng này thì là dòng TV bắt đầu những cái công nghệ mới nhất của Sony. Dòng X80K thì là dòng TV mà có đầy đủ hết tất cả công nghệ mới nhất ở mẫu TV của Sony trong
năm 2022 và cả năm 2023. Thì các cái công nghệ đó thì gần như là có tích hợp trên mẫu này. Cái mẫu rẻ hơn ấy thì sẽ là mẫu 65X75K. Giá thành của nó thì hơn 13 triệu. Hai cái mẫu này đang chênh nhau khoảng tầm 3 triệu đồng. Nhưng dòng TV 80K thì nó sẽ có hơn điểm gì? Đầu tiên, thiết kế bên ngoài đã hơn rồi này. Thiết kế là viền mỏng này. Thứ hai là xuất xứ. Xuất xứ tại Malaysia, nhập khẩu nguyên chiếc. Trong khi đó thì dòng 75K thì xuất xứ tại Việt Nam, hàng sản xuất trong nước. Điểm thứ ba đó là chip xử lý. Dòng 80K thì sẽ có X1 4K HDR. Tức là nó sẽ có thêm cái phần HDR trong cái chip xử lý đó. Còn mẫu 75K thì sẽ không có các bạn nhé. Mẫu 75K thì chỉ có X1 4K thôi. Về hình ảnh là điểm thứ tư. Hình ảnh thì sẽ là có công nghệ Chinu Mid Pro với hơn 1 tỷ màu sắc ở dòng 80K. Mẫu 75K thì hình ảnh nó sẽ không có. 75K hình ảnh thì cái giải màu nó sẽ thấp hơn. Rồi về âm thanh của dòng 80K thì nó sẽ có hỗ trợ cả Dolby Atmos. Còn dòng 75K thì không có Dolby Atmos. Và điểm cuối cùng khác biệt đó là cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Có công nghệ OK Google thì dòng 80K có, còn dòng 75K thì chỉ có tìm kiếm qua điều khiển thôi. Thì rất là nhiều cái điểm khác nhau nâng cấp ở dòng 80K. Cho nên là với cái mức giá 16.440.000 thì nó không phải là quá cao nếu như các bác sử dụng cái mẫu TV của Sony này. Và chênh nhau khoảng 3 triệu đồng thì trong cái 3 triệu đó các bác được nâng cấp rất là nhiều. Từ thiết kế này, xong đó chip xử lý này, âm thanh này, rồi cái tính năng sử dụng thì đều được nâng cấp ở dòng 80K này. Thì đây là một cái mẫu TV Sony 65X80K, mẫu thứ 5 em muốn giới thiệu đến các bác nếu các bác đang muốn có nhu cầu tìm mua TV 65X. Và cái dòng 65X80K của Sony cũng là cái mẫu cuối cùng trong video ngày hôm nay của em. Bác nào mà đang muốn tham khảo thêm các dòng TV khác mà không có trong video này, các bác cứ để lại bình luận dưới video thì em sẽ trả lời các bác ở dưới phần bình luận. Video mà cập nhật dòng TV 65X 5 mẫu đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.